Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Mình ăn sáng xong rồi, ăn phở xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi cái xe điện này để lên cái chỗ mua vé để lên đỉnh Phan Xi-păng nha các bạn. Cây hôm mà trên này mùa kỳ ở dưới cái mùa miền trên nắng đẹp. Nên là thời tiết nó khác lắm. Đi thôi. Thế mình lấy 4 vé luôn nhé. Dạ. Có lấy cái tàu đỉnh không? Hay lên trên lên nữa mình có gì mua sau. Mua sau đi anh. Cái tàu đó là nhiêu vé vậy anh? Cái tàu có 100 nghìn. Dạ. Cái tàu giống như xe lửa, xe điện. Mà giờ mình lên cái xe điện này thì cái xe điện này là mình ngồi ở đây thì mình hôm qua thì mình đi taxi rồi, bữa nay mình đi xe điện. Giống xe trong Sài Gòn quá. Mình đang ở trung tâm của Sapa luôn. Cái hồ này là hồ gì anh? Hồ Mắt Ngọc Sapa. Mình đang đứng ở đây thì mình thấy mây ở đằng kia luôn, mây ở trên đỉnh núi luôn. Chút xíu mình lên Phan Xi-păng thì sẽ cao hơn, mây sẽ nhiều hơn, mình thấy được nguyên cái biển mây luôn. Và đặc biệt là mình nghe bạn mình nói là ở Sapa này nếu mà ngày hôm qua mưa là bữa nay không mưa. Nói chung ngày mưa ngày nắng, ngày mưa ngày nắng, nếu hôm qua mưa là bữa nay không mưa. Thì hôm qua mình đi chơi buổi tối với Phương Anh là bị mắc mưa rồi, kiểu mưa nhẹ nhẹ, chắc bữa nay không mưa nữa. Thế tối nay đi chợ đêm được ha. Ngược chiều này... kìa, đi quay luôn đi, ngược chiều quay giờ. Quay luôn. Ngồi cái xe này mát nha, ngồi mát lạnh luôn nha. Mù câu đang lượn ngầm ầm. Mù câu lượn ngầm ầm. Mình đi cũng đi cái đường ngày hôm qua. Đi lên bản Cá Cát luôn các bạn. Ở phía ngay bên trái trước mặt của mình là nhà thờ đá. Ngay bên đó. Đi ở đây thì mình thấy là quán xá bán rất là nhiều. Bán quán là nhiều hơn ở Đà Lạt nữa. Đi cái xe này cũng vui. Xe này có rắn mới nặng lắm mà sân ngồi nó hát chứ. Mình đã mua vé rồi đấy các bạn, 4 vé. Bữa nay trời đẹp nha, mây đẹp, bữa nay mây đẹp lắm, hên đó, mình hên đó chứ không. Mình đi nhiều bạn xu lên đây là mắc mưa, không có đi coi đỉnh Phan Xi-păng được.
cuối tháng chắc là phải lạnh hơn nhiều. Có khi nói Đà Lạt nếu mà bị không nắng á, có mây á, là cũng lạnh vậy nè, nắng cái nó hết. Tím chưa gì là thấy mây thì mù mịt luôn á. Người không lạnh mà hai cái cùng má nó lạnh nha. Người ta đi tới đây rồi ta nhìn cũng đủ rồi, ta khỏi đi lên trên. Nhưng mà đi lên trên thì mình sẽ thấy cái biển mây các bạn. Gọi là biển mây, cái biển mây nó đẹp lắm. Mà anh hồi nãy anh nói là ở dưới đây là trời quang, trời ôi ôi vậy, nhưng mà lên tới cái đỉnh Phan Xipang là nắng ở trên đó đó. Tại ở trên đó là mình đứng trên mây luôn rồi. Kìa kìa, đẹp quá, lạnh nha, lên đây lạnh nha, nhớ chuẩn bị áo khoác nha. Anh nói là nhiều người ở trong Nam ra mà không có chuẩn bị áo khoác á, là lên tới đây là phải mua đó, mà mua mắc lắm, tại lạnh chịu không nổi, như nóng mình chịu nổi chứ lạnh chịu không nổi. Tới đây rồi hả? Các bác sĩ chơi em cho anh số thì về vào cho em phần. Anh đâu? Số điện thoại của em. Đi bộ sao đi? Chắc không có đường đi quá à. Vậy hả? Vậy leo đỡ tốn 700 mấy. Nhưng mà cái cảm giác chinh phục nó sẽ vui hơn, phải không? Cái cảm giác leo mà chinh phục nó sẽ kiểu như cảm giác chinh phục á. Còn cái cảm giác mà đi cáp treo thì nó sẽ khác. Cái cảm giác đó là cái cảm giác đi kiểu đi du lịch. Có đường mòn mà. Nhưng mà nếu có người leo vô thì nói chơi chứ leo không nổi. Hôm qua lại có mấy giờ khang rồi cũng chết luôn. Đây à, kiểu người ta dẫn mình vô hay thay gì đi đường thẳng, không đi chỉ mình quẹo vô đây đừng cho mình mua sắm nào vậy sao. Dẫn mình vô đó cho mình mua sắm đợt này kia đừng buôn bán nữa, có lợi chứ.
Thôi để Phương Anh coi nè. मैं बहुत ताड़ी है अभी bây giờ mình tới nhà ga rồi, nhà ga đi cáp treo. Thế mình đã chuẩn bị 4 vé rồi, mình không có cần, mình mua sẵn trước rồi cho nên là mình không có cần xếp hàng mua vé nữa. Cái lúc mà cái ngày thứ bảy chủ nhật á mới là đông khách. Cái vé quên nữa, quên nói các bạn biết là cái vé này là 737.000, nhưng mà mình mua của cái anh lái xe điện á thì anh giảm cho mình được 20.000 một vé, còn 717.000. Ga này bự quá ha. Ăn đó nè, có nhà hàng, quán nước rồi đủ thứ hết trơn. Cũng phải xếp hàng vô à Phương Anh. Không có cần xếp hàng mua vé mà cũng xếp hàng đi lên cái cabin á. Nhà mình đi cáp ạ. Dạ. Đi chuyển lại. Dạ. Chào. Ủa. Đây con cầm cho, chút về. Let's go. Chuẩn bị lên cáp nha các bạn. Dạ đi chung 4 người. Lên nha các bạn. Con ngồi đây đi, ngồi đây đi. Đúng rồi. Đi này im hơn. Im hơn đi máy bay nữa. Đi máy nè các bạn cái nè. Không thấy gì hết trơn á. Chút xíu đi. Chút xíu mình sẽ lủi qua mấy tầng mây rồi sẽ lên tới đỉnh trên cùng hết. Ơi kìa, thấy kìa gỗ mặt hang kìa. Oh, qua mây rồi, qua mây rồi. Here even you can like the auger, July and August.
Yellow the green, very beautiful. All green. Yes. Đẹp nha. Đây là ruộng bậc thang nhưng mà người ta mới cắt lúa hết à, không còn nữa. Lên đi thấy nắng rồi nè các bạn. Wow, như cái biển mây luôn. Xanh lè rồi. Dạ. Wow. Ủa nó đẹp. Ở trên này nhìn xuống thấy ở trên cái gì cát lên thẳng xuống. Dạ. Giống như cái biển. Wow. Hơi tới rồi các bạn ơi. Siêu đẹp. Lạnh nha. Ê, muốn uống cái gì không? Muốn uống cái gì nóng không? Chứ lạnh nha. cà phê nóng 70. Uống không? Lói lên đỉnh Phan Xipang nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chinh phục nha. Mấy bức thang cuối cùng. Ở chỗ này là gọi là giống như cái chùa nha. Giống như cái chùa nha. Còn nữa. Ở đây là mình chụp hình đã đẹp rồi các bạn ơi. May không kia kìa. Mát rồi. Mát lạnh rồi đó. Dạ. Không, bây giờ lên, chắc lên đỉnh đó nó qua. Chắc lên cái đỉnh đó đó. Lên trên. Chinh phục. Mà đáng lẽ người ta chinh phục là dạ. Này nó thì mình mua vé tàu lửa để đi một đoạn nữa lên trên tới đỉnh luôn. À, tại vì ở bây giờ mình còn phải leo thang khoảng một cây số mà đường nó dốc dữ lắm, leo không nổi. Mấy chú leo rồi, mấy chú kêu mua vé đi đừng leo không nổi đâu. Từng chừng nào mà mình về thì mình đi bộ xuống cũng được. Mình mua vé có một chiều thôi. À, một vé là 100.000.
đừng đứng sát vào trong giúp em đấy ạ. Đứng này quay cho vậy. Rồi mình vô cái ga Đỗ Quyên rồi các bạn. Ở dưới đây thì có cây Đỗ Quyên trăm năm. Người ta kêu đừng lội bộ, lội nổi đâu, nó dốc. Xuống này được, mình phải lên. Xuống đi bộ được. Nè, nè, dốc nè, đừng đi bộ nè. Nè, cái Đỗ Quyên trăm năm nè. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cây Đỗ Quyên trăm năm. Cây này nó ở trên đỉnh núi á, đỉnh núi tuyết á, núi mà núi lạnh thì là lạnh á. Các bạn ơi, mình đã tới được cột mốc đánh dấu là đã được chinh phục đỉnh núi Phan Xipang, cao 3.143 m. Các cô đâu hết rồi. Giờ bây giờ mình lên đây nha, cái cột mốc này các bạn đi tới Sapa thì nhất định phải check in cái cột mốc này nha các bạn. Lên đây. Lên đây. Đây mình có thể check in được nhiều góc. Coi vậy chứ nắng lắm nha các bạn. Nắng lắm, chói mắt luôn á. Ở đây không có thấy gì hết. Đáng lẽ là nó sẽ có một cái tầng mây, nhưng mà sao hồi nãy ở dưới thì có tầng mây, còn giờ lên đây hết thấy cái tầng mây. Chụp chỗ mây á, nhìn sao? Đi, đi. Xuống đây coi. Dạ. Lên đây á, người ta gọi là nóc nhà của Đông Dương các bạn, đỉnh Phan Xipang nè. Lên đây là mình check in mấy cái cột á. Đẹp lắm nha mày, đẹp lắm. Wow, Quên ơi, đẹp lắm nha. Đây, xuống đây coi nè. Anh đứng quay vào đây sao mình chói? Anh đứng không, em chụp đằng sau mà. Còn mai em cho em nhé. Wow.
đứng chị không nhìn thấy rõ màn hình đâu. Bữa nay không có cái biển mây trên đỉnh núi rồi. Ở xích dưới có cái biển mây đẹp hơn các bạn. Sương nhiều rồi. Hồi nãy cái khúc ở dưới nãy vừa mới là xuống cáp á là đẹp nhất. Chơi ghém trời sùng ơi, trời ơi, đi lên đây. Vô đi Phan. Vậy là coi như mình đã chinh phục được nóc nhà của Đông Dương rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình với gia đình của Sáu đi xuống dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Xin chúc các bạn có một ngày thiệt là vui vẻ. Mình kết thúc video tại đây nha. Bye bye. Không thấy được ha. Cái đỉnh núi ngay trước mặt của mình là rất là cao rồi các bạn, rất là cao so với ở dưới, nhưng mà nó không phải, chưa phải là đỉnh Phan Xi Păng. Phan Xi Păng là ngay cái tá cáp này nè, cáp này nè, đi lên nè. À, cái đỉnh bên đây ha, ngang vậy nha. Cáp tới đây rồi đi lên tới đây, rồi đi lên tới đây, rồi đi lên tới đây, cao lắm. Nhưng mà mây không rồi cho nên mình không có thấy được.